con em. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tăng đoàn quốc tế có mặt tại đạo tràng Vô Lượng Quang. Hôm nay đó là ngày mà tất cả tăng ni cũng như là Phật tử đạo tràng Vô Lượng Quang hân hoan trong lễ đón mừng Bổn Sư của quý vị là Hòa Thượng Thích Thiện Huyền đã chính thức được tấn phong lên hàng giáo phẩm Hòa Thượng sau nhiều thập niên đóng góp các Phật sự, xây dựng các đạo tràng và mở đường Phật Pháp cho hàng ngàn các Phật tử hữu duyên ở tiểu bang Kansas cũng như là tại thành phố San Luis này. Thì nhân dịp này đó, tôi kính gửi đến các quý Phật tử đề tài vượt qua rai rứt và hối hận. Tối hôm qua, dưới sự cho phép của Hòa Thượng Viện Chủ, tôi đã chia sẻ về một đề tài mang tính xã hội và gia đình, đó là các trở ngại trong hôn nhân khác đạo. Đề tài sáng hôm nay đó liên hệ đến tâm lý học ứng dụng và trị liệu trong tâm thức học Phật giáo đó. Thì rai rứt và hối hận đó là một tâm lý trung tính, tức là neutral emotion, dựa vào đối tượng mà tâm lý này hướng về đó, tính chất đạo đức của hành động tâm đó được xác định là tốt, có lợi cho con người, là xấu, dẫn đến nhiều cái nỗi khổ, niềm đau mà người đó phải chịu như một sự rai sức, ám ảnh và phán xét của lương tâm. Tâm thức học Phật giáo là một ngành triết học tâm do trường phái Yoga Chara, tạm dịch đó là trường phái tâm thức học, phát triển tại Ấn Độ vào thế kỷ thứ nhất trước Tây Lịch và đã có một chỗ đứng đến vài thế kỷ sau đó, nhằm giới thiệu đạo Phật dưới góc độ tâm lý học ứng dụng và phân tích tâm. Thì theo trường phái triết học này đó, thì tâm của con người gồm có những đức tính như là tốt và xấu, thiện và ác, tích cực và tiêu cực, thánh và phàm. Dựa vào kinh Tứ Niệm Xứ đó, thì đây là những phẩm chất của tâm. Công việc của người tu là làm thế nào đó để vun trồng phát triển những phẩm chất tốt của tâm, đồng thời đó không tạo cơ hội cho các tính chất tiêu cực của tâm đó được tiếp tục tồn tại trong mảnh đất tâm. Thì nhờ đó đó, sự chuyển hóa tâm được xem là thành công một cách mỹ mãn. Để hiểu rõ về tác hại của cảm xúc rai rứt và hối hận về phương diện tiêu cực, cũng như là tận dụng nó như là một cái sự bắt đầu cho một đời sống đạo đức mới, mở ra một phương trời mới để làm mới chính mình và làm mới cuộc sống với các hạnh phúc tích cực đó, thì chúng ta hãy cùng nhau xem xét ba vấn đề chính, bao gồm mà bản chất của cảm xúc rai rứt, rồi một các nhân duyên tạo ra trạng thái cảm xúc này, cũng như là kỹ năng mềm theo tinh thần Phật dạy để vượt qua nếu chúng ta và người thân của mình đó lỡ bị vướng vào tâm lý tiêu cực nêu trên. Một nhỏ, bản chất của cảm xúc rai rứt
Rai rứt là một trạng thái cảm xúc và tư duy mà điểm dừng và bám trụ của nó đó là những chuyện khó chịu đã qua, tức là thuộc về quá khứ. Rai rứt làm cho con người có thói quen gặm nhấm lại, hâm nóng lại và chơi lại cái trạng thái cảm xúc bất hạnh đó, vốn đã từng gây thương tổn cho đương sự ở phương diện này hay là phương diện khác. Trong máy cassette player đó, chúng ta có ba nút quan trọng, đó là nút play, và chúng ta bật lên để nghe một đoạn nhạc hay là một cái đoạn nói chuyện hay một cái chương trình nào đó. Đồng thời chúng ta có nút replay, tức là chúng ta chơi lại, bật lại, nghe lại những đoạn nào mà chúng ta có cảm giác là thích thú và muốn trải nghiệm lại cái cảm giác đó thêm nhiều lần nữa. Đối với thưởng thức những nội dung tích cực thì việc lặp lại thêm một lần nữa sẽ làm cho chúng ta chìm ở trong trạng thái tiếc nuối. Đối với những nỗi khổ niềm đau đã trôi qua mà tính hiện hữu của nó đã không còn là một hiện thực ở bây giờ và tại đây, việc nhớ lại bằng ký ức, việc kể lại bằng cái câu chuyện tâm sự đã vô tình làm cho chúng đó bị xáo trộn trở lại, và tính tồn tại của nó đó là tiếp tục diễn ra bằng nhận thức của chúng ta. Thì tình huống này đó được gọi là gặm nhấm nỗi khổ niềm đau bằng tiến trình của ký ức và sự lặp lại của con người một cách đó có chủ ý. Rai rứt đó thì thường là những nuối tiếc khó chịu về một hành động nào đó mà lẽ ra trong hoàn cảnh không gian đó, thời điểm đó, với điều kiện đó, chúng ta đã có thể làm tốt đẹp hơn. Trên thực tế, chúng ta đã không sáng suốt hoặc là kịp thời để có quyết định đúng và làm sự kiện có tích cực đó. Chúng ta lại chọn một cái giải pháp mà về sau này đó, mỗi khi nhớ lại, ký ức lại đó, lòng mình cảm thấy không vui. Nó có một cái nỗi đau là gặm nhấm, nhẹ nhàng, xung đột, tức là khống chế, phủ trùm và xâm chiếm lấy toàn bộ cõi tâm của chúng ta, và làm cho mình nó cảm thấy lúc nào cũng là rai rứt và khó chịu, căng thẳng, khổ đau, vân vân. Trên tinh thần này đó, thì người gặm nhấm những nỗi khổ niềm đau bằng sự rai rứt luôn luôn có khuynh hướng là gì? Tự phê bình mình, tự quở trách mình, tự hành hạ cảm xúc mình, như thể rằng đó mình là một quan tòa đang phán xét tự thân ra và không cho mình có cơ hội để được đó là làm mới, thay đổi theo chiều hướng tích cực, đang khi về bản chất đó, sự việc đó đã kết thúc rồi. Có khi nó đã khép lại với quá khứ của 50 năm, 40 năm, 30 năm, 20 năm, 10 năm, hoặc là vài tháng trước, vài tuần trước, vài ngày trước, vài giờ trước rồi. Chúng ta có thể đưa ra những lý do biện hộ rằng là tôi sai lầm quá, tôi dở quá, tôi kỳ cục quá, tôi kém hiểu biết quá, tôi vụng về quá, cho nên tôi đã lỡ, hoặc bằng lời nói, hoặc bằng hành động cụ thể, hoặc bằng sự xúi dục, hoặc bằng sự tán thành, hoặc bằng sự ủng hộ trực tiếp hay gián tiếp, để cho các hành động không như ý thực hiện và mang lại các di hưởng nỗi khổ niềm đau ở tha nhân. Cho nên mỗi khi nghĩ nhớ những điều đó đó, lòng chúng ta cảm thấy không yên. Rai rứt là một gánh nặng khổ đau, vừa tạo ra cái cảm giác đau đớn khó chịu, vừa giới hạn cái cơ hội trải nghiệm hạnh phúc của chính mình bây giờ cũng như là trong tương lai.
Đa khi cơ hội đó, đó là sẵn lòng đón chào với tất cả chúng ta, không có bất kỳ một giới hạn nào, cũng không có bất kỳ một phân biệt gì. Như vì một nhận thức chưa được sáng suốt khống chế tinh thần của chúng ta, cho nên chúng ta đã hy sinh hạnh phúc của mình bởi cái trạng thái tâm lý dai dứt. Mà về tâm lý học Phật giáo đó, nó cần phải được nhận diện, khắc phục và vượt qua. Khi vua A Xà Thế đón chào đứa con trai đầu lòng, và cậu bé kháo khỉnh này đó bị một chứng bệnh, lúc nào cũng khóc. Vì là lần đầu tiên làm cha, A Xà Thế chưa có kinh nghiệm dỗ con linh quýnh quá đó. A Xà Thế đến gặp mẹ ruột của mình là hoàng hậu Vi Đề Hy, hỏi bà rằng đó là ngày trước đó, cha của con đó có thương con như là bây giờ con thương con của con hay không. Hoàng hậu Vi Đề Hy mới tâm sự với A Xà Thế rằng đó, chắc chắn là cái tình thương mà đại vương cha của con đó dành cho con hơn rất nhiều lần so với cái gì mà con đang đối xử với con trai của con bây giờ. A Xà Thế nóng lòng muốn biết. Hoàng hậu Vi Đề Hy đã chia sẻ vào một hôm nọ, khi trên các ngón tay của con đó bị một cục hạch lớn mủ nhức đau đớn khó chịu, con đã khóc la quên ăn bỏ ngủ. Cha của con đó, mặc dù lúc đó có nhiều nữ y đến trực tiếp chăm sóc, nhưng ông vẫn thích đó là dùng cái miệng của mình ngậm vào cái mục giọt này để xúc toàn bộ các máu mủ ra. Nhờ đó mà mẹ nhớ rằng đó, con đã có một giấc ngủ rất yên lành trên đó là vòng tay thương yêu của Đức Vua Tần Bà Sa La. Khi nghe đến đó đó thì A Xà Thế cảm thấy hối hận, rai rất lương tâm. Vì trước đó chưa được 2 tháng, ông đã mưu phản, giam nhốt cha mình ở trong một cái ngục đôi. Diện tích của cái ngục mà ông giam nhốt là 3,600 m², mỗi một cạnh là 60 m². Độ dày của ngục này đó là bằng tường đá 2 m. Ở trong đó thì có thêm một cái ngục nhỏ về bề rộng là 2 m, chiều dài gần 4 m. Chỉ có một cái cánh sổ, cửa sổ rất là nhỏ để không khí có thể lưu thông và giúp cho Tần Bà Sa La có thể hít thở và tồn tại một cách rất là khó khăn. Mặc cảm và ra sức chuyện đó, thế thì A Xà Thế lập tức quay trở lại cửa ngục. Thì khi vào đến tận nơi đó thì vua Tần Bà Sa La, cha của ông á, cũng đã vừa qua đời. Cái rai rứt đó đã làm cho A Xà Thế bị điên loạn. Thì trong nhóm đại thần thì có Jivaka, anh em cùng cha khác mẹ với A Xà Thế, đã đề xuất A Xà Thế đó nên gặp một nhân vật minh triết. Nhưng mà vì lúc đó đó cái nỗi khổ đau nó khống chế ông dữ quá, cho nên ông không nghe theo. Rồi các quan đại thần khác đó dẫn ông đi gặp với là lục sư ngoại đạo, tức là 6 vị đạo sư nổi tiếng cùng thời với Đức Phật ở tại tiểu bang Ma Kiệt Đà, tiểu bang trung tâm văn hóa chính trị tôn giáo lớn nhất của Ấn Độ thời Đức Phật, tức là vào thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch. Trở về sau khi tư vấn lần lượt các vị đạo sư này đó, A Xà Thế lòng vẫn cảm thấy không yên, không hạnh phúc. Sau đó ông mới nhớ lại lời khuyên của anh em cùng cha khác mẹ là Jivaka. Hai người đã cùng nhau hướng về núi Linh Thú, nơi cách đó đó chưa đầy 2 cây số đường chim bay. Đường lên núi Linh Thú thì không có cao, và có hàng ngàn các cái cây cổ thụ. Dưới mọi gốc cây đó thì có một vị tỳ khưu đang ngồi tĩnh tọa trang nghiêm. Và cái không khí nó yên lặng đến độ đó, một con ong hay là một con ruồi bay ngang qua đó, cái tiếng vò vẽ và kêu của nó đó làm cho A Xà Thế đó rợ người và nghĩ rằng là mình đó đang bị phục kích. Ông quay trở lại
tức là đổi sắc mặt, hỏi vặn Jivaka rằng có phải ngươi đang phục kích ta không? Jivaka trả lời: hạ thần này nào dám cả gan đến thế, hạ thần chỉ có một tâm nguyện duy nhất là mong giúp cho đại vương thư thái được cõi lòng, và người có thể làm được việc đó không ai khác hơn đó là nhà hiền triết Thích Ca Mâu Ni. Đại vương hãy tin theo đại hạ thần, cùng đi trong vòng 15 phút nữa thì chúng ta sẽ gặp được bậc đại minh triết đó. Vừa đến lên đỉnh núi Linh Thú, chưa kịp đảnh lễ thì Đức Phật đã nói với đại vương A Sở Thế như thế này: thưa đại vương, trên đời này đó có hai hạng người. Thứ nhất á, chưa từng tạo nỗi khổ niềm đau cho ai. Và hạng thánh thứ hai đó, đã lỡ phạm luật pháp, tức là tạo tội lỗi, và đã lỡ làm ra các lỗi lầm sơ suất về quan hệ dân sự. Này đại vương, trong hai loại thánh nhân nêu trên đó, thì tôi cho rằng đó, họ là loại thứ hai đó là đáng trân trọng và tán dương. Ý Đức Phật muốn nhắn gửi với A Sở Thế rằng đó, hạng thánh nhân thứ nhất là không có thật, tức là một mô hình lý tưởng, từ lúc sinh ra, quá trình ấu dây, rồi làm thanh niên, tráng niên, lão niên, rồi đại não niên, rồi qua đời, chưa từng phạm luật, chưa từng có tội, chuyện đó là hiếm lắm. Và nếu có đó thì có lẽ là cũng không có cơ hội để gặp. Còn hạng thứ hai đó, nhận thức lỗi lầm là một lỗi lầm không tái phạm, và nêu cam kết để thay đổi và giúp cho cuộc sống của mình đó trở nên thanh thản, thơi thế, an vui, hạnh phúc, thảnh thê. Và qua câu nói khích lệ này đó, A Sở Thế nghe mà chấn động tâm thức. Ông toát mồ hôi, nổi da gà, rợn tóc gái, phấn chấn tinh thần và đứng dậy lại Đức Phật dìu lại và xin nhận Đức Phật làm thầy. Kể từ dạo đó trở đi đó, A Sở Thế đã trở thành minh quân, sám hối cái nghiệp chướng đã giết cha mình, và đồng thời đó phát triển đất nước Ma Kiệt Đà theo ba nội dung. Thứ nhất là chủ nghĩa pháp trị, tức là lấy luật pháp làm đầu. Thứ hai đó, hỗ trợ pháp trị bằng đạo đức và chân lý của Đức Phật. Và thứ ba đó là kêu gọi và khích lệ thần dân ở trong nước đó thực tập 5 điều đạo đức và 10 điều lành để làm cho cuộc sống của mình ngày được an vui và hạnh phúc. Cái câu chuyện này cho chúng ta thấy là cái rai rứt đó, nó có hai khuynh hướng. Rai rứt đối với tất cả những việc xấu ác mà mình đã lỡ tạo, thì đây là sự rai rứt tích cực, bắt đầu cho sự làm mới về đạo đức, mà A Sở Thế là ví dụ rất điển hình. Thì nhờ cái sự rai rứt giết cha để xóa ngôi vì lòng tham, vì bất hiếu, mà ông đã trải qua một cái giai đoạn điên loạn trong vòng mấy tháng, rất may là được là cứu sống. Nhưng rồi cái sai rứt đó, dưới sự dẫn dắt của người anh em đồng gia khác mẹ, ông đã gặp con đường minh triết và đạo đức của Đức Phật. Từ đó đó, ông đã trở thành một nhân vật rất có ích cho đất nước Ma Kiệt Đà nói riêng và toàn cõi Ấn Độ nói chung. Rai rứt thứ hai đó là một rai rứt tiêu cực, tức là sự gặm nhấm nỗi khổ niềm đau về những chuyện đã qua mà mình đã lỡ làm hoặc là chưa có cơ hội để làm, lúc nào cũng tiếc nuối về nó, dẫn đến cái tình trạng lo lắng, căng thẳng, buồn rầu, tuyệt vọng, xấu hổ xã hội, xấu hổ cá nhân, thậm chí là giận dữ với chính mình. Và đây là các cảm xúc tiêu cực mà người tu học Phật đó phải có trách nhiệm khắc phục và vượt qua. Ngay cả trong trường hợp đó, là một cái cảm xúc là rai rứt về một hành động xấu mà mình cam kết thay đổi hiện tại và tiếp tục đó, làm thay đổi ở trong tương lai, thì chúng ta cũng không nên chìm vào trong cái mặc cảm tội lỗi. Vì mặc cảm tội lỗi là một cái cảm xúc hủy diệt, nó phá hoại mình ghê gớm lắm. Nó làm cho người đó có thể tự hành hạ mình, tự đì đọt mình,
thậm chí là tự giết chết mình bằng sự tự tử. Có một số khác thì trở nên điên loạn vì nghĩ rằng là tội lỗi của mình là không thể tha thứ được, không thể bỏ qua được. Mà trên thực tế, theo lời Phật dạy, tất cả có thể làm mới và bắt đầu bằng một tiến trình được gọi là chuyển nghiệp tâm và chuyển nghiệp thân. Điều hai, nhân duyên sanh khởi cảm giác dai sức. Các nhân duyên xảy ra với dai sức đó là có rất nhiều, bắt đầu từ những sự kiện, công việc, tình huống liên hệ đến bản thân, những người thân, bạn bè và các đối tác trong cái tương quan về quan hệ dân sự, quan hệ xã hội, quan hệ luật pháp và bất kỳ một quan hệ nào khác trong đời. Mà về sau này đó, chúng ta đã rơi vào tình trạng là không hài lòng với các ứng xử đã xảy ra, dù đã có làm hay là không có làm liên hệ đến nó. Tôi xin nêu bốn tình huống tiêu biểu nhất mà phần lớn chúng ta bị rơi kẹt vào, để từ đó đó cuộc đời của mình cứ tiếp tục chìm đắm ở trong sự gặm nhấm những cái cảm giác bất hạnh mà bây giờ nó không còn là một hiện thực nữa. A, về phong cách sống. Có nhiều người, nhất là người phương Tây, tìm niềm vui và sự trải nghiệm mới bằng việc đó là di chuyển nhà từ thành phố A sang thành phố B, tiểu bang A sang tiểu bang B, thậm chí là quốc gia A sang quốc gia B. Tính toàn cầu hóa đã làm cho họ thích ứng với thói quen này như là một phong cách sống. Đang khi di dân châu Á thì có khuynh hướng là định cư ở một chỗ nếu cơ hội nghề nghiệp không đến nỗi là quá tệ, cho đến lúc họ trả toàn bộ cái số tiền vay nợ của ngân hàng thì sau đó mới tính cái việc khác, còn phần lớn là ở một chỗ thôi. Đang khi người phương Tây thì có khuynh hướng là di chuyển, và cái tiến trình di chuyển đó đó nó tạo ra vừa là cơ hội và vừa là các rủi ro. Ví dụ như khi mình bán một căn nhà chẳng hạn với giá 250.000 Mỹ Kim, đi qua một thành phố khác có cái mức độ thị trường nó là thấp hơn, và do đó mình có thể mua được một cái căn nhà mà còn dư lại được đó là vài chục ngàn đồng chẳng hạn. Thì lúc đó chúng ta kỳ vọng rằng là bằng hành động quyết định này đó, mình sẽ có một cái tương lai sáng sủa hơn, thành công hơn và hài lòng hơn. Nhưng chẳng may đó, khi về nhà đi sang một nơi khác, cái cơ hội nghề nghiệp lại không có, và do vậy nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái đời sống của bản thân và những người thân. Rồi trong đó đó có một người nào đó quở trách rằng là giả sử mà mấy tháng trước đó anh chịu nghe lời em tiếp tục ở tại thành phố mà mình đã từng định cư thì có lẽ là gia đình chúng ta không phải nông nổi như là bây giờ. Mỗi một lời trách móc như vậy, đổ lỗi như vậy, quy cái trách nhiệm như vậy không, đã làm cho người nghe mà về bản chất đó, là có cái vai trò quyết định chính, cảm thấy rất là sai sức. Có khi đó bên ngoài họ thể hiện là sự bảo thủ rằng đó tôi quyết định như thế là đúng, hãy kiên nhẫn tiếp tục chờ đợi đi, cái cánh cửa tương lai sẽ mở ra đón chào chúng ta. Nhưng mà bên trong đó thì cái lòng của đương sự trở nên rất là bất an, và đương sự đó đặt ra những cái giả thuyết: giá mà tôi đã không di chuyển nhà, tiếp tục ở cái nơi chỗ cũ thì có lẽ cuộc sống của mình cũng đã tốt và mình không phải rơi vào cái tình trạng dở khóc dở cười này. Đang khi đó sự về nhà đã thành công, việc đó là định cư ở một nơi khác cũng đã thành công, chúng ta đang bắt đầu nỗ lực cho một cái cuộc sống mới. Chúng ta không thể quay trở lại cái điểm bắt đầu, như vậy toàn bộ cái tiến trình ký ức quay trở lại cách đây 3 tháng cho trở về trước nữa là hoàn toàn vô ích. Cho nên theo Đức Phật đó, muốn có được hạnh phúc
đặc biệt là trong kinh Nhất Dạ Hiện Giả đó, thì ngài khuyên đó, điều tốt nhất là chúng ta hãy khép chuyện quá khứ với thời gian quá khứ, hãy đóng các chuyện quá khứ ở nơi nó xuất phát và ở thời điểm mà nó đã từng xuất hiện. Còn đã qua cái thời điểm đó rồi, sự kiện đó đã không còn nữa. Nếu có chăng chỉ là những ký ức, những ảo ảnh, những cái mà chúng ta gợi nhớ thôi. Cho nên tốt nhất là hãy nên khép chúng lại, chứ đừng khuấy động nó làm não loạn đời sống tinh thần của chúng ta ở hiện tại và trong tương lai. Vì điều này nó kích lệ chúng ta là hãy tiến tới phía trước thôi. Đôi lúc đó chúng ta phải đặt ra tình huống cuộc đời này là một cái hành trình mà đôi lúc chúng ta có rất ít sự lựa chọn. Quý vị thử đặt ra mình một cái tình huống đi. Nếu quý vị đang leo núi và đang đứng lơ lửng ở giữa một cái triền núi, bên dưới là vực thẳm, trái và phải là không thể có cơ hội để đi, để di chuyển. Quý vị chỉ còn là một cái cơ hội duy nhất là hướng tới trên đỉnh tiếp tục bò. Khi bò leo lên trên đỉnh, quý vị sẽ bị rủi ro, đó là trợt tay hoặc mỏi tay, hoặc là do dợp bẻ, quý vị sẽ té ngã và chết. Nhưng hành động tiến tới phía trước và bò lên trên như vậy đó, nó còn cho mình được một cái cơ hội, ít nhất là gì? Là cái sự hy vọng, cái niềm lạc quan rằng là bằng việc nỗ lực thành công đạt được ở đỉnh điểm đó, chúng ta sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn là đứng khựng ở chỗ này. Và dĩ nhiên không ai có thể đứng lâu được. Đứng một lúc nào đó, chân bị dợp bẻ, cơ thể bị mệt mỏi, chúng ta cũng bị té ngã và chết ở vực sâu thôi. Chỉ bằng hãy lạc quan tiếp tục leo thôi. Thì đây là lối sống mà phần lớn những người Việt Nam định cư ở Mỹ và các nước ở phương Tây bằng con đường vượt biên đó đã làm. Tức là bằng mọi giá chấp nhận cái chết, thậm chí là thập tử nhất sinh để đi vượt biên. Và thậm chí là phải ngậm đắng nuốt cay khi nhìn thấy người thân của mình đó làm bò cho cá, rồi qua ở đảo Quan, rồi nỗ lực đó là vài năm trời. Khi được định cư thì bắt đầu bằng hai bàn tay trắng, nhưng mà cái niềm hy vọng đó rất là mạnh, mà đến độ đó là làm cái gì cũng làm ca 1, ca 2, thậm chí có người làm ca 3 để có được một cái tương lai. Mà bây giờ đó, nếu so với cộng đồng người Việt Nam ở Hàn Quốc, ở Đài Loan và ở Nhật Bản, mặc dầu cộng đồng này đó cũng đi lập nghiệp đã 4 lập niên rồi, thì cộng đồng người Việt Nam ở Mỹ, Canada, Úc và châu Âu vẫn còn phước báo hơn nhiều lắm. Vì cộng đồng ở 3 nước vừa nêu đó, đến bây giờ 70% chưa có nhà cửa, vẫn còn ở thuê. Và thế hệ 1.5, thế hệ thứ 2 được sinh ra lớn lên ở tại đất nước đó đó, vẫn chưa có cơ hội thành công trở thành là kỹ sư, bác sĩ, rồi y tá, tham gia chính trị, tham gia xã hội và tham gia các lĩnh vực mà thuộc về đời sống gọi là của dòng chảy chính ở tại những quốc gia này. Như vậy cái niềm hy vọng hướng tới phía trước và khép lại cái quá khứ đó, nó làm cho chúng ta không còn rai rứt nữa. Và điều đó là sự lựa chọn mà mình cần phải hướng tới thôi. B. Về các công việc liên hệ đến gia đình, có khi do vì mình có một cái cuộc cãi vã nào đó giữa vợ và chồng, cha mẹ và con cái hay anh chị em, dẫn đến cái tình trạng đó là gia đình ly tán. Và khi ly tán rồi, chúng ta mới ngồi suy nghĩ lại, đánh giá lại là ngày hôm đó qua sự lỡ lời hay cố ý, mình đã mang lại nỗi khổ niềm đau mà người thân ruột thịt đó phải ngậm đắng nuốt cay để rời khỏi gia đình vì tự ái và không muốn là tiếp tục nhận sự viện trợ giúp đỡ tận tình của bản thân. Mà đang khi bản thân mình đó thì mọi tiện ích đã đầy đủ cho một người thân ở một căn phòng, thì nó mất đi cái quyền tự do về tính privacy một chút xíu. Nhưng mà so với ở Việt Nam, ba thế hệ cùng một căn nhà nhỏ xíu, lạc hậu, nghèo khó, bất hạnh, cơ hội nghề nghiệp kém, thì chúng ta ở tại đây vẫn cao hơn nhiều lắm. Cái lối suy nghĩ đó nó làm cho mình cảm thấy rất là sai sức. Giá mà ngày hôm đó tôi nhớ lời Phật dạy
qua sự truyền dạy của các tăng ni, thì có lẽ ngày hôm nay đó cuộc đời của tôi đã không phải bị người thân mình quở trách là sống thiếu tình, là sống thiếu nghĩa, là thiếu hậu, vân vân. Cứ nghĩ như thế, cái sai đức nó diễn ra rất là thường xuyên. Hoặc một người nào đó tập trung cho công việc làm ăn, nay ở chỗ này, mai thành phố khác, cứ di chuyển khắp nơi, và nghĩ rằng là đến lúc nào đó, cái việc mà tôi trả nợ cho nhà đã hết, tôi có thể về hưu sớm để dành thời gian cho cha mẹ già, cho vợ, cho chồng của tôi và cho những đứa con của tôi. Nhưng chẳng may đó, cái việc đó chưa kịp xảy ra thì đã bị tai nạn, chẳng hạn như bị stroke hay là tai biến mạch máu não, hay là bán thân mất tội, hay là phải nhờ đến sự chăm sóc của những người thân, thì cái thời gian và cái tình thương, tình yêu, tình nghĩa, tình người mà chúng ta muốn đặt trọn trên những người đó hầu như đã vụt thoát ra khỏi tầm tay của chúng ta. Suy nghĩ như thế, lòng mình cảm thấy dai dứt, có người ứa nước mắt, có người giãy giụa đau đớn ở trong lòng, mà nói ra chưa chắc gì người thân chúng ta đã có thể trải nghiệm sự đồng cảm. Và thậm chí người ta có thể nói rằng là mình sống giả dối nữa, lúc có thành công, giàu có, đủ tiện ích thì lại không hề nghe nói đến chuyện đó. Bây giờ trong cái hoàn cảnh bế tắc cùng đường thế này mới nghe nói đến. Nhiều người ta nói là tôi cũng không cần muốn nghe làm gì, vì nó chỉ là một mức ước mơ thôi chứ không phải là hiện thực. Đang ghi cái tình người ta cần đến cái hiện thực. Cái sai sức đó nó làm cho người ta cảm thấy rất là khó nguôi. Thì trong tình huống này đó, đương sự cần phải thấy rất rõ rằng là việc tự trách mình hoàn toàn không có giá trị gì hết đó. Nó đã là chuyện đã qua rồi, hoặc nó là một cái kế hoạch do vì chậm thực hiện, do vì thiếu quản lý quỹ thời gian ngắn ngủi kiếp người, chúng ta đã bỏ mất một cơ hội. Thôi cố gắng là chấp nhận cái hiện thực này đi, đừng tự hành hạ cảm xúc bản thân nữa, và như thế chúng ta hướng tới phía trước để sống. Tình huống thứ ba đó là liên hệ đến hôn nhân. Do chúng ta cưới một người khác tôn giáo hay là chọn một người đẹp trai, đẹp gái, chúng ta đã bỏ qua những lời khuyên của cha mẹ người thân, rồi sau đó sống vài năm, nỗi khổ niềm đau bắt đầu xuất hiện bởi sự khác biệt về cá tính, lối sống, thế giới quan, nhân sinh quan, rồi cách thức giải quyết vấn đề, cách thức nuôi dạy con cái, cách thức chọn nghề nghiệp cho con em, rồi cách thức đó là liên hệ đến niềm tin tín ngưỡng và nhiều áp lực khác. Lúc đó chúng ta là giãy giụa với những cái sai sức. Giá mà ngày trước tôi nghe lời khuyên chọn người Phật tử để làm bạn đời thì có lẽ bây giờ đó tôi không ra nông nổi như thế này. Hoặc là giá mà lúc trước đang còn yêu nhau đó, tôi dẫn dắt người thân của mình đến chùa để học ít nhất là một vài bài giảng về đạo đức Phật giáo, kỹ năng sống, rồi cái kỹ năng đó làm chủ cảm xúc, vượt qua sân hận, thì có lẽ bây giờ đó là tôi cũng không đến nỗi là khó xử như ngày nay. Thì tất cả những cái tâm trạng đó, những cái sai rứt đó, nó làm cho mình nó cảm thấy gần như là mình mất đi cái hứng thú về những việc đang diễn ra ở hiện tại này. Mà đang cái cuộc sống theo Đức Phật đó, nó là hiện tại. Bây giờ mình hãy chia cái chiều thời gian đó, làm ba đi. Quá khứ hầu như là nó chiếm thời gian nhiều nhất. Truy nguyên về trước đó, nó có thể có hàng nghìn tỷ, hàng tỷ tỷ, không thể tính đếm được, đến độ Đức Phật phải bất đắc dĩ dùng một cái từ là vô thủy, tức không có điểm bắt đầu. Quả địa cầu chúng ta đã trải qua 4,6 tỷ năm. Và tri về quá khứ như vậy làm sao chúng ta nhớ hết được? Nếu mình tạm lấy cái bắt đầu của 4 tỷ 6 năm mà sự sống của con người này đó được ghi nhận là có mặt trên quả địa cầu, thì cái khởi thủy đó tức là một cái khoảng thời gian là có thể xác định được. Nhưng trên thực tế đó, con người có thể là từ khi là chết đó, có thể tái sanh qua hành tinh khác, rồi con người ở hành tinh khác là chết đó, là tái sanh qua hành tinh này. Và do vậy đó, cứ tri nguyên như thế thì chúng ta sẽ không bao giờ là có được cái điểm bắt đầu thật sự, như thưa chủ giáo đã nói là do Thượng Đế tạo ra, hay là chủ nghĩa duy tâm đã nói là do tâm của người tạo ra.
hoặc là chủ nghĩa duy vật đó đã nói là do vật chất tạo ra. Còn theo Phật giáo đó, cái này có, cái này không, cái kia không, cái này sanh, cái kia sanh, cái này diệt thì cái kia diệt thôi. Tức là cái sự tương quan, tương tác, tương duyên, tương thuộc, chứ không có điểm bắt đầu. Còn đứng từ hiện tại mà truy về tương lai đó, thì chúng ta cũng có một cái vô định. Nhưng mà cái vô định này đó, vì nó không đếm được, không hình dung được, cho nên đó, nó không thể nhiều và dài như là cái quá khứ đâu. Rồi cứ mọi tích tắc trôi qua, cái tương lai gần sẽ trở thành hiện tại, cái hiện tại đó lại trở thành quá khứ. Như vậy cái sự sống con người đó được đánh dấu, đó là những tích tắc của hiện tại thôi. Và do đó trải nghiệm hạnh phúc bây giờ và tại đây là cái cơ hội tốt nhất để chúng ta khép lại những rai rứt đã lỡ có liên hệ đến một con người, sự vật, sự việc, tình huống một cách cụ thể nào đó, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp. Cho nên đó, nhận thức này đó, nó sẽ giúp cho chúng ta thấy rất rõ và dừng lại kịp thời, để chúng ta không chìm vào trong nỗi khổ và niềm đau của những trạng thái rai rứt tiêu cực. Điều 3, kỹ năng vượt qua các cảm xúc rai rứt. Dựa vào tinh thần Phật dạy đó, trong các kinh tôi xin nêu ra 3 kỹ năng chính. Thứ nhất đó, tức là ghi nhận sự yếu kém mà cảm giác rai rứt đó đã gây thương tổn cho chúng ta, mặc dù cái tính hiện thực đó, của nỗi khổ niềm đau liên hệ đến rai rứt đó đã không còn nữa. Đức Phật thường dạy trong bài kinh đầu tiên, đó là kinh Tứ Thánh Đế, và Ngài cũng đã nhắc lại bài kinh này trước khi qua đời, rằng đó, mọi vấn nạn bao gồm nỗi khổ niềm đau liên hệ đến bất kỳ vấn đề gì ở trong đời đều có thể giải quyết bằng việc phân tích nhân quả qua 4 bước. Bước 1, thừa nhận nỗi khổ niềm đau là một hiện thực. Và ở đây chúng ta thấy là cái rai rứt, cái hối hận đó là một hiện thực. Không nên cường điệu quá nó vì như thế là tự hành hạ mình. Không nên phớt lờ nó vì như thế là liều mạng. Không nên đào tẩu khỏi thực tại vì như thế là thiếu trách nhiệm. Bước 2, bản lĩnh giáp mặt với nỗi khổ niềm đau để giúp chúng ta truy tìm được nguyên nhân. Có những nỗi khổ niềm đau mà sự rai rứt liên hệ đến đó, nó có gắn liền với lòng tham, cũng có những cái sự giận dữ hận thù để dẫn đến các cái khổ đau mà mình bây giờ hối hận nó đã muộn. Cũng có những cái tình huống nỗi khổ niềm đau của chúng ta là do thiếu hiểu biết, do mê tín dị đoan, do những cái niềm tin đó là thiếu cơ sở của nhân quả, hoặc là thiếu kiến thức về khoa học, hay là thiếu kiến thức ứng dụng lời Phật dạy trong đời sống thực tiễn. Cũng có rất nhiều nỗi khổ niềm đau gắn liền với sai rứt, bắt nguồn từ sự cố chấp, chấp vào cái tôi sở hữu, chấp vào những cái đã mất, chấp cho mình là đúng, là bản lề, là trục xây, là quan trọng. Tất cả mọi người xung quanh đó chỉ trở nên là phụ thuộc và lệ thuộc vào mình thôi. Bước 3, thừa nhận hạnh phúc là có thật để không rơi vào tình trạng bi quan, chán trường, tuyệt vọng, trầm cảm, tự tử. Và khởi lên một cái nhận thức rằng là tôi sẽ có thể khép lại nhanh chóng nỗi khổ này. Thì đây là cái nhận thức rất tích cực. Và bước 4 đó, đó là thực tập bằng con đường chứ không dựa vào sự hên xui may rủi. Không giao khoáng niềm tin của mình vào Thượng Đế và các thần linh để mong sự ban phước và ngăn họa. Cũng không nên đó là dừng lại ở sự niệm Phật, cầu nguyện Phật, lại Phật, mà nghĩ rằng là phước sanh vô lượng, tội diệt hà sa, như một vị hòa thượng người Đài Loan đã phương tiện nói những lời dụ dỗ đó để cho những người chưa hiểu đạo có thiện cảm với đạo Phật đó chính thức trở thành Phật tử. Nhưng khi trở thành Phật tử rồi đó, chúng ta phải dựa vào lời Phật dạy chứ không thể dựa vào lời phương tiện. Nâng trình độ của mình lên, thực tập nhân quả, tự mình thắp đúc lên mà đi, tự mình nương tựa vào chính mình, nương tựa vào chân lý, nương tựa vào đạo đức, chứ không có nghĩa một cách đơn giản rằng là chỉ có niềm tin và các hoạt động tín ngưỡng là mọi chuyện sẽ được im xuôi. Và bằng nhận thức đó đó, chúng ta thừa nhận cái yếu kém của bản thân mình về sự là kém quyết định,
kém dứt khoát, do dự, chần chừ, nay thế này, mai thế kia, ba chìm, bảy nổi, tám lên đên, là dễ bị tác động, dễ thay đổi khuynh hướng, dễ thay đổi lập trường. Và tất cả cái đó đó, nó đều tạo ra cái cảm giác là gì? Đó là khó chịu, tức là trách móc mình thôi. Để làm được việc này đó thì chúng ta tập một thói quen mới, đó là thay đổi loại nhận thức. Từ cái cách thức đặt câu hỏi trách móc mình là tại sao tôi đã lỡ làm như thế, tại sao tôi đã không thể làm như thế, vân vân, thành một loại nhận thức mới, đó là tôi phải tập trung vào cái sẽ diễn ra sắp tới là cái gì. Tức là đổi cái chiều hướng, thay vì đó là quan tâm vào chuyện đã cũ, bây giờ hãy tập trung vào cái chuyện bây giờ và sẽ diễn ra thôi. Thì đây là cái cách thay đổi đối tượng nhận thức ở tâm. Và khi đối tượng nhận thức ở tâm được thay đổi đó, thì lúc đó đó cái rai rứt lương tâm, cái sự phán xét nghiêm khắc đó, đối với bản thân mình trên cái phán xét của xã hội và luật pháp sẽ bắt đầu được là lắng động xuống. Mình bớt đi cái mặc cảm tự ti về cái tình trạng khổ đau đó, bớt đi cái mặc cảm tự ti về bản thân và thân phận của mình, và tập trung và tin rằng là tôi có thể làm mới được. Và sự làm mới đó bắt đầu từ bây giờ chứ không phải là chờ tương lai. B. Xem chuyện đã qua ít nhất là như một bài học giáo dục. Và bằng nhận thức này là chúng ta sẽ tin rằng đó, mỗi một kinh nghiệm không thành công và khổ đau trôi qua đó cho chúng ta một bài học có giá trị, ít nhất là làm cho mình khôn hơn một chút, tỉnh táo hơn một chút, có thêm một kinh nghiệm một chút. Cái câu chuyện bài học ngàn vàng mà Hòa Thượng Thích Thiện Hoa viết đó, cách đây 60 năm, cho chúng ta thấy một cái nhận thức là gì? Bỏ ra ngàn lượng vàng để mua một bài học chẳng phải là quá đắt đâu. Thì lấy cái đó làm một cái nền tảng, thay vì mình chìm ở trong cái sự rai rứt, thì mình cứ nghĩ rằng là tôi đã trải qua cái kinh nghiệm đó bằng một cái giá thất bại mà quy đổi đó nó tương đương là 500.000 đô. Chẳng hạn như mình đầu tư thất bại trong một cái vụ kinh doanh nào đó do vì thiếu kiến thức nhân quả, thiếu kiến thức thị trường, do thiếu là lắng nghe những lời khuyên của những người kinh nghiệm thành công, chúng ta đã phớt lờ tất cả. Bây giờ thay vì cái tự trách mình vô ích, cứ xem đó là tôi đã bỏ ra 500.000 mỹ kim để mua được bài học đó. Cái gì mình mua đó nó còn quả với mình, còn mình nghĩ là mình bị mất đi đó, thì nó tạo ra cái cảm giác tiếc nuối. Và tiếc nuối đó nó làm cho mình lý sự rằng là lẽ ra có nhiều sự lựa chọn khác tốt đẹp hơn mà tại sao tôi đã không sáng suốt để làm. Cái lý luận đó là hoàn toàn không có giá trị gì hết á. Nó chỉ tự làm khó bản thân mình và cảm xúc của mình thôi. Và bằng cách này đó, thì mỗi khi người thân chúng ta lỡ có một cái sai suất nào đó, đừng chì chiết họ, nặng nhẹ, quở trách, than phiền, chửi bế, đánh đập, hoặc là cắt bứt cắt bỏ đi cái mối quan hệ tình thân. Vô thường đó, nó làm tàn phá mọi thứ, nhưng cũng do vô thường mà đôi lúc đó, các cái thứ mới được xác lập. Hãy nghĩ đến cái phương diện tích cực này. Khi mình mất cái việc A thì biết đâu mình lại có cái việc B. Đóng cái cánh cửa A thì lại mở ra cánh cửa B. Dân gian Việt Nam có câu tâm sự rất là hay: của đi thay thế người, tức là mất tài sản để giữ lại cái bảo toàn sự sống của bản thân, còn sự sống là còn tạo ra tài sản được. Mặc dù đây không phải là cái nhận thức nhân quả mang tính chân lý, nhưng ít ra đó, trong vô thường tan tóc, mình tâm sự với mình như thế thì tự động á, mình đã là đỡ tiếc nuối về việc đó ha. Nó không có làm cho mình tiếc nuối nữa. Hoặc là một người nào đó bị lừa đảo do nhẹ dạ cả tin, thiếu phân tích đó là chuyên môn, cho nên đó là gần như là mắt trắng tay vào những cái người xấu mà có thể họ có quan hệ huyết thống hoặc là quan hệ bạn bè và người thân. Thay vì tiếc
tài sản đó nó không quay trở lại với mình được. Chi bằng á, mình cứ nghĩ như thế này nè, tôi đang cúng dường mặc dù là không đốt nhang ha, cho người có nhu cầu, người ta trốn mất tiêu luôn, không tìm ra được nữa. Hoặc là lỡ bị mất cắp cái gì đó ở ngoài đường, đó là tôi tức quá, mới về Việt Nam thăm quê hương mà bị móc túi rồi, bị giật rồi, tôi thề là kiếp sau không làm người Việt Nam nữa, không về Việt Nam nữa, thì lãng xẹt không? Chỉ có cái ông A, ông B láo cá đó, ông giật giật của mình, chứ đâu phải toàn bộ người Việt Nam còn lại như thế đâu. Cho nên mình không có nghĩ như vậy, cứ nghĩ rằng là tôi đang phát tâm cúng dường cho một người quá thiếu cái nhu cầu này. Thì lúc đó mình không có tiếc nuối, mình cảm thấy mình là Bồ Tát à. Tâm mình là rộng lượng, hoan hỷ, bao dung, mặc dù mất rất dĩ, nhưng mà cái đó nó làm cho mình không có rai rứt. Cho đến lúc đó nói rằng là phải mà tôi nghe vợ tôi đi du lịch Pháp đâu có bị cái chuyện này đâu, thì cả hai nó cùng khổ, không lợi ích gì hết á. Như vậy, khi xem chuyện đã qua xảy ra một cách bất như ý là một công cụ để giáo dục cho bản thân mình á, thì đồng thời lúc đó chúng ta sẽ khởi lên một nhận thức khác tích cực hơn. Các thất bại của tôi, chuyện vợ khóc vợ cười của tôi, tối thiểu có thể trở thành một bài học cho tha nhân. Đó cũng là một cái lối suy nghĩ tích cực. Ở một mức độ đơn giản, chúng ta xem nó là một phần nhỏ của chánh tư duy. Chánh tư duy là bắt đầu bằng tư duy tích cực. Tư duy tích cực là trong cái tình huống không có sự lựa chọn tốt đẹp hơn, là chúng ta nghĩ ra một cái nhĩ để làm cho tâm mình nó được thư thái, thoải mái, hạnh phúc và bình an. Tự tạo cho mình một bài học bằng một cái giá đắt, và đồng thời cái bài học đó có thể trở thành là sự tham khảo cho nhiều người khác, chẳng qua cũng là đáng giá lắm. Chẳng hạn như tháng 5 chúng ta biết cái sự kiện tai tiếng về hãng United Airlines, tháng 4 hay tháng 5 quên rồi, 2017 đó, đã cưỡng bức bác sĩ David Dow rời khỏi chuyến máy bay do vì overbooking. Và cái hành xử của cái người làm công việc này đó là thiếu chuyên nghiệp, để làm cho David Dow đó va vào cái thành ghế, chảy máu, bất tỉnh nhân sự. Cái cảnh đó là kéo lê người đó ở trên chiếc máy bay đã được một hành khách người Mỹ quay lại và đưa lên trên Facebook cá nhân. Lập tức chưa đầy 24 giờ sau đó, thị trường chứng khoán của United Airlines đã bị tổn thất 1 tỷ 75 Mỹ Kim à. Quá lớn. Mà lẽ ra đó có thể có nhiều sự dàn xếp tích cực hơn để không phải gây dẫn đến những cái tình huống như thế. Mấy hôm nay khi di chuyển bằng United Airlines giữa các tiểu bang của Hoa Kỳ đó, thì tôi đọc lá thư xin lỗi rất là chân thành của CEO, mà trước đó vì ông có cái lời biện hộ đổ lỗi toàn bộ cho ông David Dow, cho nên nó mới dẫn đến cái sự căm phẫn từ trong nhân viên nội bộ. Nhân viên nội bộ mới công bố cái lá thư ông gửi cho nhân viên, rồi báo chí theo đó đánh tơi tả, nhớ dẫn đến cái tổn thất 1 tỷ 75 Mỹ Kim này. Dù sao đó cũng là bài học. Chứ nếu như trong vòng vài tiếng đồng hồ đầu đó mà ông xem đó là một bài học cho mình và cho người, thì có lẽ là ông đã không có biện hộ và đổ lỗi cho ông David Dow. Chẳng những nó không dừng lại ở đó, mà cái vụ kiện tụng đó làm cho ông David Dow ít nhất là có thể sở hữu được vài triệu Mỹ Kim để dưỡng già sau khi về hưu khỏi vai trò bác sĩ. Cho nên đó là một cái sai lầm nho nhỏ ở Mỹ đó, nó trở thành một cái tổn thất lớn nếu nó đã bị truyền thông là đánh tơi bời. Và trong các mối quan hệ xã hội, dân sự, tôn giáo, vân vân, cũng có thể xảy ra theo một cách thế tương tự. Cho nên á, cứ xem á, thay vì tiếc nuối 1 tỷ 75 Mỹ Kim đã tổn thất, chi bằng xem đó, đây là một bài học tôi đã bỏ ra ngần ấy số tiền để cho cả thế giới này được thức tỉnh về cái cách đổ lỗi người khác dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng, về cái cách đó là dở không dám xin lỗi một cách đó là công tâm, rồi cũng không đến bệnh viện để dàn xếp
dẫn đến một cái tình trạng là mất sự kiểm soát như thế. Ít ra đó là một cái bài học. Nhận thức như thế thì có lẽ là nỗi đau của mình nó bớt đi, chứ mà không là tiếc tiền lắm. Nỗ lực gây dựng mấy chục năm chưa chắc là có được ngần ấy số tiền, mà nó lại bay đi trong vòng có hai mấy giờ đồng hồ thôi. Thì từ đó đó, khi mình xem đó là một cái sự cố đã qua, là một bài học đó, thì chúng ta chỉ còn một cách đó thôi, là thích ứng mình với hoàn cảnh sống thôi. Tức là làm mới mình, thích ứng mình, điều chỉnh mình. Điều chỉnh bắt đầu từ nhận thức, dẫn đến điều chỉnh ở hành vi, rồi dẫn đến điều chỉnh ở lối sống. Thì từ đó đó, chúng ta mới cảm thấy là nhẹ nhàng và đặt tất cả các gánh nặng khổ đau xuống và kết thúc nó càng sớm càng tốt thôi. Kỹ năng ba đó, đó là tự tha thứ cho mình. Chúng ta dễ dàng tha thứ cho người khác, nhất là người dân nước lạ. Người Việt Nam mình đó là thường rơi vào cái tình trạng này, hơi đau giận người dân nước lạ. Người dân và nước lạ, tức là những người không quan hệ huyết thống, không phải là bạn bè thân, cũng không phải là làng xóm. Lỡ mà có một lời nào đó, một hành động nào đó, một ứng xử nào đó không làm cho mình hài lòng đó, mình là phớt lờ đi, để chi cho nó mệt, mình bỏ qua liền. Nhưng là người thân thì chúng ta lại chấp, vì anh ấy là chồng tôi, cô ấy là vợ tôi, đứa đó là con tao, mà nó lại ứng xử như vậy thì làm cho mình cảm thấy nó ngột ngạt, khó chịu, bám dính, chấp trước. Cho nên cái hận thù ở trong gia đình á, hoặc là cái hận thù nội chiến đó, nó thường tháo mở hơn là những hận thù nó thuộc về ở phía bên ngoài, là do cái tâm lý kỳ vọng của chúng ta quá cao đối với người thân. Càng đặt một cái kỳ vọng cao như một hệ tiêu chí lớn như chừng nào đó, chúng ta càng đẩy mình vào cái tình huống khó xử khi mà một chuyện nào đó đã xảy ra mà người ở trong cuộc á đều cảm thấy không hài lòng. Cái rai rứt đó nó như là một cái trận cuồng phong, nó làm nổ tung, lấn át, chi phối, khống chế, tác động, đeo bám, và nó giết mình á về phương diện là tâm lý đó, cũng giống như là những tay biệt kích đó, nó không buông tha bất kỳ ai, căng thẳng dữ lắm. Thì trong tình huống này đó, theo tinh thần Phật dạy, chúng ta hãy biết tự tha thứ mình thôi. Cuộc đời đó có những người rất khó tính, người ta không tha thứ được, người ta không thể bỏ qua được mặc dầu luật pháp đã tha thứ. Chẳng hạn như là cái vụ một nghệ sĩ hài Việt Nam bị chứng minh là tội ấu dâm ở Mỹ, thì báo chí ở Mỹ và báo chí Việt Nam đó là lên hết tốc độ volume để tấn công, và nhờ một luật sư Nhật nổi tiếng, cuối cùng đó thì nghệ sĩ này đã được về nước sớm hơn cái thời gian dự kiến. Nhưng mà khi về Việt Nam đó, thì bất cứ là lò đầu ra chỗ nào là báo chí Việt Nam tiếp tục đánh, các dân nghệ sĩ khó tính khác là tiếp tục đánh và yêu cầu vị nghệ sĩ này hãy là từ bỏ nghề đi. Rồi cách đây mới một tháng thôi, nghệ sĩ này xuất hiện ở tại một ngôi chùa, bày tỏ lòng ân hận, sám hối, rai rứt, kêu gọi cái lương tâm cao quý, vô ngã, vị tha, độ lượng của quần chúng, hãy bỏ qua, khép lại cái chuyện cũ, mở ra một cánh cửa hy vọng cho mình đó, là làm lại từ đầu thôi. Về báo chí là tiếp tục tấn công, đánh phá thôi, không dễ dàng tha thứ. Ít ra thì trong trường hợp đó, nếu mình đã bị phủ định, bị chối từ, bị cô lập, mà về cái quyền tự do người ta được như thế, thì chúng ta ít nhất là phải biết tạo cơ hội là tha thứ chính mình. Mà tha thứ chính mình theo Đạo Phật là đầu tiên là phải bắt đầu bằng sự sám hối. Sám hối nên gồm có hai phương diện. Phương diện một là nhận thức lỗi lầm là một lỗi lầm, cam kết không tái diễn thêm một lần nữa trong tương lai. Nhưng trong khi đó thì vị nghệ sĩ này hơi dở đi, mới về là xuất hiện đưa một cái tấm hình đứng kế bên chiếc xe hơi thật là sang trọng và chào hello các bạn, thì tự động người ta cảm thấy là sôi sục cái căm ghét lên. Rồi sau đó lại tuyển sinh quá giỏi, cái lớp đào tạo
các nhân sự có cái năng khiếu hài, mà tiêu chuẩn đào tiểu sinh là gì? Các trẻ em. Thì tự động nó gợi vậy, cho người ta nhớ đến cái vết thương cũ, mà chuyện nó mới xảy ra có vài tháng thôi. Thì từ việc là thiếu tư vấn, thiếu những cái kinh nghiệm để giải quyết và quản lý các cái khủng bố, xin lỗi, các cái rủi ro bất hạnh xảy ra với mình, mà làm cho giới truyền thông có cơ hội, đó là khó có thể bỏ qua được cái vấn nạn đó. Như vậy khi nhận thức lỗi là một lỗi lầm rồi đó, thì chúng ta đó không phải chỉ dừng lại ở chỗ này. Nhiều Phật tử bị ngộ nhận khi đọc vào cái bài kệ sám hối do các tổ sư Trung Quốc, và đặc biệt đó là Ngọc Lâm Quốc Sư, người có công biên soạn nghi thức đọc tụng tại các chùa theo Bắc Tông. Thì trong đó có hai câu: tội tùng tâm khởi đương tâm sám, tâm sám tịnh thề tội tiêu vong. Dịch nôm na là tội do tâm khởi phát. Cho nên chỉ cần sám hối từ tâm, thì khi tâm được thanh tịnh, mọi lỗi lầm được kết thúc. Tôi cho rằng đối với những người mà quá khứ của họ bị lấm lem bởi nỗi khổ và niềm đau, thì cái câu nói đó là một sự khích lệ lớn để thúc đẩy họ quay đầu hướng về bà. Đối với những người còn lại đó, nếu dựa vào câu này mà cho đó là chân lý, là nó tàn phá cái cuộc sống của chúng ta ghê gớm lắm về phương diện đạo đức. Khi mà mình sám hối về phương diện nhận thức ở tâm là sai lầm, chúng ta mới quay đầu thôi. Nhưng mà người Trung Quốc thường nói cường điệu quay đầu là bờ, không thể được. Nếu chúng ta đã cách bờ của an vui là 3 cây số, thì khi quay đầu quý vị phải nỗ lực là bơi vào 3 cây số mới tới bờ được, chứ không thể là bờ. Có người chết giữa dòng, có người đó bị dợp bẻ, có người lên tới bờ là ngất xỉu rồi, có người lên tới bờ là điên dại luôn, và cũng có rất ít người lên tới bờ bằng một sự sáng suốt để tiếp tục đi và làm mới. Đạo Phật khích lệ những người đó là đến được bờ và làm mới, chứ không có nên là nói rằng là chỉ cần đó là tâm thanh định là tội nghiệp hết, không thể. Rồi như một vị hòa thượng Đài Loan đó, nói rằng là lại Phật một lại, tội diệt hà sa, niệm Phật một câu, phước sanh vô lượng. Đây là lời dẫn dụ thôi, giống như cho sô-cô-la để người ta mê về cái sô-cô-la phước báo này, ta theo đạo Phật, rồi sau đó hướng dẫn nhân quả về các phương pháp tu tập. Chứ thực ra đó, lại Phật đó, là có phước về tôn kính hết. Ngoài ra thì chúng ta có được cái tĩnh tâm chánh niệm trong lúc lại, cũng như là có được cái sức khỏe do vận động toàn thân trong động tác lại, chứ lại không thể thay thế cho các hành động gieo phước qua bố thí, cúng dường, xây chùa, ấn tống, in kinh, làm Phật sự, làm thiệt sự được. Không thể thay thế được, vì mỗi một cái nhân nào thì nó trổ ra các quả đó, chứ không thể thay thế lẫn nhau được. Bởi vậy đó, sau khi sám hối trước Phật, mà sau đó quý vị đó là có cảm nhận là Đức Phật so đảnh, thọ ký, phóng hào quang ở trong giấc mơ, thì cái này tội nghiệp vẫn còn ý nguyên chứ không có hết về phương diện nhân quả. Điều thứ hai mà Đức Phật dạy là gì? Sau khi sám hối bằng tâm, chúng ta phải chuyển nghiệp. Chuyển nghiệp là gì? Làm thay đổi cái tính chất của nghiệp xấu mà mình đã gieo trong quá khứ bằng một năng lượng nghiệp mới có giá trị tích cực, là tối thiểu là ở mức độ tương đương, thì nó mới có thể là giải nghiệp được. Ví dụ như ai đó trước đây do chưa hiểu đạo đã là xúi vợ mình đó là phá thai 2 lần, và cái đó là dẫn đến cái chết của 2 mầm sống với tư cách là con người, thì giờ quý vị có lại Đức Phật 1 tỷ lại, đi đến chùa đó là 1 tỷ lần, thậm chí là sau khi đi chùa rồi quý vị là đi thập cẩm nữa, là qua nhà thờ gặp các linh mục chánh xứ làm lễ là rửa tội xin tội thêm 1 tỷ lần nữa, thì cái tội giết 2 mầm sống này vẫn còn nguyên thôi, cho đến lúc nào quý vị chuyển được cái nghiệp sát đó thì mới hết. Ngày nay thì chúng ta có hiến máu nhân đạo, hiến mô, hiến tạng, hiến thi thể cho y học. Nếu quý vị đó là sử dụng lục phủ ngũ tạng của mình, trong lúc mà mình là được bác sĩ đoán chắc là không thể nào sống được, thì cho giải phẫu lúc mình đang còn tỉnh đó,
và mang lại mạng sống ít nhất là từ 6 cho đến 12 người, thì quý vị đó đồng thời đã xóa được hai cái nghiệp sát trước đây. Và nếu như là mang lại mạng sống cho 6 người thì quý vị sẽ có được cái phước của 4, bằng 4 lần cái mạng sống mới. Như vậy là nhân quả là gì? Nó là một tiến trình mà các nhân nào đối lập nhau về tính chất sẽ loại trừ nhau thôi, và cái còn lại là kết quả. Cho nên là trước đây mình lỡ lừa đảo ai đó một số tiền chẳng hạn như là 500.000 Mỹ Kim, mà trải qua 20 năm giá trị bây giờ nó lên là 700.000 Mỹ Kim, thí dụ vậy. Thì bây giờ khi sám hối thì chúng ta cố gắng làm sao tạo ra được số tiền đó. Nếu người đó đã chết rồi thì chúng ta trả cho người thân. Nếu người thân cũng đã chết hết rồi, không tìm ra được manh mối, thì chúng ta đi làm các Phật sự, các thiện sự bằng một số tiền tương đương đó, và nhân danh việc đó để làm, thì cái nghiệp đó đã được sám hối và kết thúc. Cho nên không thể nghĩ một cách đơn giản là chỉ cần có sám tâm là hết tội. Không đơn giản như thế. Về bản chất đó thì Đức Phật cho rằng là con người, nhất là người phàm, luôn luôn bị rủi so về việc đó là tạo tội lỗi về luật pháp và sơ suất về dân sự. Cho nên là chúng ta phải rộng lượng với chính mình, bên cạnh việc rộng lượng, vô ngã, từ bi, quảng đại, bao dung với tha nhân, để chúng ta không tự gọi là hành hạ bản thân mình nữa. Những người bị bệnh hoang tưởng, nhất là có một cái rai rứt nào đó đó trong quá khứ, thì họ nghĩ rằng họ là cái kẻ tội ác, họ phải cắn lưỡi họ, họ phải cắn môi họ, họ phải dùng dao, dụng cụ là cắt máu, tay, rồi chặt tay, chặt chân, hành hạ cơ thể của mình. Nếu không có phát hiện kịp thời đưa đến bệnh viện tâm thần để cho uống thuốc hoang tưởng, thì những người như thế có thể chết. Đó là cái rai rứt đã dẫn đến cái tình trạng bị tâm thần hoang tưởng, tự xử tử mình, tự hành hạ mình, mà nghĩ rằng là phải làm nhiều lần như thế thì cái tội lỗi của mình mới kết thúc. Cái đó không cần thiết như vậy. Phải thay đổi bằng sự chuyển nghiệp thôi, như những gì mà tôi vừa trình bày. Kính thưa các quý Phật tử, vượt qua rai rứt về cảm xúc là một nỗ lực để sống với bây giờ và tại đây bằng chánh niệm. Đó là một ứng dụng rất quan trọng đã được Đức Phật nói trong bài kinh Nhất Dạ Hiện Giả và một số bài kinh khác trong kinh điển Đại Thừa. Cho nên qua chủ đề này đó, thì tôi cũng rất mong những ai đó đã từng bị khổ bởi một tác nhân là người thân hay là người dân, hãy trở nên như vị Bồ Tát sống, rộng lượng, từ bi, quang dung, quảng đại, buông xả, với cái tâm từ hỷ lớn, với tâm từ bi lớn, để giúp cho những người có lỗi với mình đó, nhẹ nhõm được cõi lòng. Đặc biệt là khi mà một người bị say rứt đó, đang là nằm lây lắc ở trên giường chuẩn bị chết, thì sự xuất hiện của chúng ta mở lời bỏ qua cái sơ suất đó, cái lỗi lầm đó, cái tội lỗi đó đó, sẽ làm cho người đó hạnh phúc biết dường nào. Và nếu tốt hơn nữa, khi còn khỏe và chuyện đó cũng mới vừa xảy ra thôi, chúng ta đã rộng lượng bỏ qua việc đó đó, thì cả tâm mình được thoải mái và người được tha thứ đó cũng được hạnh phúc. Và sự tự tập đó làm lớn rộng năng lượng từ bi vốn có khả năng mang lại hạnh phúc cho mình và cho tha nhân. Một lần nữa chúng con thành kính tri ân Hòa Thượng trụ trì, và mong ngày vui chúc mừng sự tấn phong lên hàng giáo phẩm Hòa Thượng, mọi Phật sự của chùa Vô Lượng Quang ngày càng được tăng tiến, và các Phật tử đó đến tu học ngày càng đông, nhất là có trách nhiệm dẫn dắt con cháu của mình trở thành Phật tử từ nhỏ. Và chúng tôi cũng rất là kỳ và mong các Phật tử nữ khi đi chùa cố gắng thuyết phục dẫn chồng mình đi theo, còn quý cô nào chưa có chồng thì nhớ là dẫn người tình theo. Bằng cách đó đó, cả vợ chồng con cái đều là thấm nhuần chân lý Phật. Và với điều đó đó thì tôi tin rất rằng là cái chất lượng hạnh phúc bên cạnh cái điều kiện vật chất đầy đủ ở xứ Mỹ này sẽ làm cho quý vị như là đang sống ở trên các cõi trời, hoặc cũng tối thiểu
như là một phần nào đó của thế giới cực lạc mà Đức Phật A Di Đà đang truyền bá. Kính chúc tất cả được an lành trong chánh pháp và hạnh thông trong cuộc đời. Và để tỏ lòng thành kính, dâng lên Thượng Tọa